xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với blog star trên xe trong loạt bài hướng dẫn về android mình là việt uh, rất vui được gặp lại các bạn sau một thời gian dài bị ngắt quãng trong quá trình làm uh, loạt bài về android uh, trong thời gian qua thì mình có một số việc bận vì thế mà công việc làm hướng dẫn tutorial trên blog bị gián đoạn thì mong các bạn thông cảm thì uh, hiện tại thì có rất nhiều bạn hỏi về sách ebook thì mình đã upload lên upload ebook lên đây thì các bạn có thể uh, Uh, download thì mình sẽ 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 upload cái link này lên trong sau nghe cái bài hướng dẫn này và các bạn có thể download và có cái cuốn mà các bạn đặc biệt chú ý là cuốn anbook thì đây là cuốn anbook ở đây thì các bạn có thể uh, có thể download về đọc để ngắn gọn thì nó rất rất ngắn để các bạn bắt đầu. Thế về ebook thì bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp về những kiến thức cơ bản của Android mà nội như nội dung của bài các bạn đã thấy đấy đó là về À, phần layout thì uh, tiếp tục với cái project mà hôm trước mình đã tạo ra ngày trước mình đã tạo ra thì nó là xe và có một cái activity bên trong là xe activity và hai cái layout hot game là main ở đây. Thì bây giờ mình sẽ quay về với cái layout main trước. Uh, mình sẽ chuyển về đây là cái main thì các bạn đã nắm được sơ sơ về cái activity thì hôm nay mình sẽ đi về phần layout. Thì layout là cái gì? Layout là một cái bộ mặt hiển thị của một cái activity, tức là các bạn muốn nó hiển thị những cái component nào, những cái text field hay là những cái button hay là những cái thanh bar nào hoặc là những cái phần liên quan về text hay tham date thì các bạn phải sử dụng cái layout đấy và các bạn nó gần như là để xây nên cái giao diện, nó chính là cái xây nên giao diện của, của ứng dụng Android. Các bạn bố trí vị trí các thành phần, các đối tượng điều khiển bên trên như thế nào vị trí tương tác những những cái thành phần đấy như nào thì đấy là phụ thuộc vào cái layout của các bạn. Thì đầu tiên khi mà các bạn có một cái layout thì ví dụ như đây tôi có cái layout main XML ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái tab, hai cái tab chính, một là graphic layout là những cái hiển thị lên mà các bạn sẽ thấy ở đây và một cái nữa là main XML. Main XML thì là cái hiển thị ở dạng code thì nó sẽ cho phép các bạn nhìn thấy dạng code như thế này thì toàn bộ đây là toàn bộ những cái phần mà chúng ta sẽ cốt ở trong cái layout xml thì cái này tùy thuộc vào mỗi người ai quen với cái nào thì dùng cái đấy nhưng mà à, theo mình thì thường thường theo quan điểm của mình thì cái graphic layout là cho phép chúng ta kéo thả nhanh chóng trước ví dụ như bây giờ tôi sẽ kéo phần à, cái này trước cái này trước cái này trước thì lúc này các bạn sẽ quay sang phần main layout thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có ba có ba thêm ba cái thành phần đối tượng mới vào đây mà chúng ta không cần phải khai báo cụ thể uh, khai báo từ đầu và bây giờ chúng ta có thể thêm bớt các cái thành phần điều khiển khác ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều thành phần điều khiển khác thì các bạn có thể thay thêm thêm bớt vào tương tự như thế thì nếu các bạn delete ở đây thì lập tức bên kia nó cũng sẽ biến mất các bạn sẽ chuyển sang đây và tất cả đã biến mất đúng không thì bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn là làm thế nào để chúng ta Uh, làm quen với cái layout này và thứ hai nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thành phần điều khiển của từng cái component một những cái những cái mà chúng ta hay sử dụng nhất ví dụ như layout Width hay layout 2 đây chẳng hạn hay là orientation hoặc là cái text ở đây thì những cái này là mình sẽ hướng dẫn trong bài hôm nay um, ngoài ra thì những cái thành phần ở đây thì mình sẽ hướng dẫn dần dần trong các bài hướng dẫn sau nhưng mà mình cũng xin nói trước là mình sẽ không hướng dẫn không thể hướng dẫn tất cả những mọi thành phần ở đây được và vì thế các bạn nên tự thử. Tức là mình theo theo quan điểm riêng của mình như như cái phần mà JavaScript mình nói về phần string ấy thì chúng ta nên thử tất cả những thành phần, các phương thức của nó để chúng ta biết được các cái tác dụng của nó như nào hoặc là ứng dụng của trong từng thành phần, từng trường hợp như nào hay ví dụ tham đến thế thì những cái này điều khiển như nào thì các bạn cố gắng để thay đổi các thành phần điều khiển đấy và sử dụng để tạo để khi các bạn gặp các yêu cầu của ứng dụng thực tế thì các bạn có thể thêm vào một cách nhanh chóng. À, chắc thế đủ rồi chúng ta sẽ đi vào bài chính. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cấu trúc của file email trước. Cấu trúc file email thì đầu tiên một cái quan trọng không thể thiếu cho mỗi file layout đấy là cái dòng đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đây. XML có version và có encoding đây Thực ra cái này là cái không thể thiếu nhưng nó sẽ tự động gen cho các bạn khi các bạn tạo cái layout mới Tức là khi mà các bạn tạo mới một layout ấy, thì cái dòng này mặc định nó được thêm vào Và các bạn chỉ cần chú ý như này được Còn trừ khi các bạn muốn viết từ đầu thì các bạn nên copy nguyên này Tiếp đến là một thành phần layout Tức là cái file layout thì nó có những cái những cái thẻ layout dạng buộc của nó ví dụ như chúng ta thấy đây là cái linear layout tức là một cái dạng leo tuyến tính trong android thì theo mình nhớ có tất cả năm loại năm loại uh, layout ví dụ như có absolute uh, layout này có uh, table layout có uh, linear layout linear layout đây uh, linear layout đây có relative layout có table layout table layout trên này đây thì đấy là một cái nữa là frame frame layout thì để tất cả năm cái thằng layout của android ở trong này thì ở đây chúng ta có một cái dạng là linear layout thì những cái layout khác thì mình sẽ dẫn lượt sau nhưng chủ yếu theo theo như kinh nghiệm của mình thì mọi mọi người thường sử dụng nhất là vẫn là cái linear layout này Um, tiếp đến là chúng ta có những cái khai báo ví dụ như trong cái linear chúng ta có những cái dòng cốt này thì đều nó mặc định khi chúng ta tạo ra tiếp đến là các bạn sẽ gặp rất rất nhiều những cái dạng như này android layout width và android layout hai thì như cái ý nghĩa của nó đã rõ ràng thì cái width chính là cái thành phần chiều cao à, chiều rộng của nó và hai thì thành phần chiều cao ví dụ chúng ta quay trở lại với cái graphic này thì cái hai có nghĩa là cái từ đây xuống đây hay là từ đây xuống đây từ ngang giữa màn hình hoặc là ngang dài hết còn cái width có nghĩa là như các bạn thấy ở đây thì ví dụ như cái layout width của cái thằng text này nó nghĩa là nó full màn hình ở đây khi các bạn click vào thì nó hiển thị ra một cái pho, một cái khung có thể tùy thuộc vào từng màu sắc nhưng nó hiển thị ra một cái khung ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái chiều dài width của nó là bao nhiêu thì không chỉ cho layout mà tất cả các component nó đều có những cái layout width và layout height như thế thì các bạn cái này các bạn chú ý thì đối với layout width và layout hai lại có ba ba lựa chọn đều giống nhau hết fin parent mat parent và một cái grab content thì theo như mình theo như quan điểm của mình ấy, thì cái fin parent và mat parent là nó không khác nhau từ phiên bản 8 tức là ý nghĩa của nó là đều làm cho nó lớn hết mức có thể và bằng khít với lại cái thằng chứa nó bên ngoài tức là thằng bao bọc bên ngoài ví dụ thằng linear layout này là bằng cái form bên ngoài cái thằng tích view này nó sẽ bằng ví dụ như fin parent của thằng width này nó sẽ bằng là khi đấy thì nó sẽ uh, có chiều rộng bằng được với cái thằng linear layout chứa nó còn cái thằng uh, còn cái wrap, wrap, content thì có nghĩa là nó sẽ bằng với cái nội dung ở bên trong của nó ví dụ như đây chúng ta thấy chúng ta thấy của cái thằng text này là nghĩa là wrap content của chiều cao nghĩa là nó chỉ khớp được với cái dòng text này thôi có một ít padding nữa thì là xong còn cái chiều rộng thì nó sẽ map với lại thằng ngoài cùng đấy thì các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái thằng, uh, về cái fin parent và grab content thì các bạn có thể vào trong cái uh, link này Và để tìm hiểu cái view group layout ram, RAM này, thì các cái tham số của cái layout là như nào Thì ở đây nó sẽ giải thích tất cả những cái thằng ở đây Thì các bạn có thể đọc thêm uh, Quay trở lại với cái thằng main, uh, main xml này Uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là sự khác nhau giữa những cái thằng này như nào thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây chúng ta có một cái tech view như này rồi hello đúng không bây giờ chúng ta thêm một cái text view nữa text view uh, ở đây các bạn sẽ thấy là với thông thường cái thẻ cái email ấy, thì nó đều giống nhau um, tức là về quy tắc chung thì nó đều giống nhau thì đối với android cũng thế nó sẽ có hai kiểu đóng đóng tác một là một dấu sượt nhiên vào một cái dấu đóng như này hai nữa là chúng ta có thẻ đóng và thẻ mở cụ thể như này thì đây mình viết cả hai cách thì thông thường nhất là người ta thường viết cách đầu tiên để nó ngắn gọn thì các bạn khi mà các bạn viết ý, các bạn viết lệnh thì các bạn có thể viết như này đầu tiên là các bạn viết text view và sau đấy các bạn ấn phím này và ấn như này là xong thì đấy chính là tất cả những cái cần mà chúng ta cần à, tiếp đến là android layout width bằng Chúng ta cứ để fin parent trước nhé. Android layout 2 bằng với lại cái grab content. Android tech bằng star dnc block. Thì lúc này bên này nó hiển thị ra hai cái sâu ở đây các bạn sẽ thấy hai cái sâu ở đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sự khác nhau giữa những cái thằng này như thế nào đầu tiên chúng ta không làm cái cái này làm grab content chẳng hạn thì khi đây các bạn click vào đây các bạn sẽ thấy bây giờ cái cái khung cái khung của cái thằng bên ngoài ấy, thì nó không còn là uh, full hết màn hình ra tận đây nữa mà nó chỉ grab content vào đây tại sao như thế là bởi vì cái thằng chứa thằng layout của nó là grab content ở đây và thứ hai nữa là cái, mặc dù cái thằng width này này, thằng width của thằng TextView view đây nó là fin parent nhưng mà bởi vì thằng layout chứa ngoài nó là graph content nên thành ra nó không thể vượt qua phạm vi ấy được. Chúng ta quay lại với cái này. Thì bây giờ fin parent. Ở đây chúng ta orientation nghĩa là cái hướng, cái hướng của các cái đối tượng ở đây. Ví dụ như đấy chúng ta có hai cái đối tượng như này. Vertical nghĩa là theo chiều dọc và horizontal như này thì có nghĩa là nó là theo chiều chiều ngang thì các bạn sẽ thấy bây giờ khi mà chúng ta khi mà chúng ta quay anh đây thì các bạn sẽ thấy nó chỉ hiển thị đúng duy nhất một sâu đấy là cái sâu đầu tiên đây là cái sâu hello này thì bây giờ cái sâu thứ hai ở đâu thì cái sâu thứ hai nó nằm ở phía bên này nó nằm ở chính ở đây thì nó sẽ bị đẩy ở đây bởi vì cái thằng này là thằng fin parent bây giờ nếu chúng ta chuyển cái này chuyển cái thằng layer with thành grab content thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề khác đây. thì khi đấy thằng này nó bị grab content thì cái thằng này có một chút ở đây nó hiển thị vào in Share, block ở đây và fin parent thành ra nó nó đẩy xuống bên dưới. thì đấy là về 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 cái orientation này thì chúng ta chuyển về vertical. thì ở đây uh, các bạn nhớ nhé layout width và layout height của layout nghĩa là cho cái toàn bộ tổng thể orientation là hướng của các cái thành phần chứa bên trong cái layout đấy có thể theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang thì cái này là theo chiều dọc uh, tiếp đến mình sẽ nói về cái các thành phần component bên trong ở đây chúng ta có hai cái tích view hai cái tích view này đều có giống nhau đấy là width và hai nó đều là fin parent và content như này thì bây giờ nếu hiển thị ra nó hiển thị theo kiểu như này thì bây giờ nếu các bạn muốn muốn để nó trở thành ở giữa thì làm thế nào Tức là muốn để nó trở thành ở center ấy. tức là nó nằm ở giữa này thì chúng ta sẽ có hai cái thành phần đổi, điều khiển khác đó là android layout gravity như này còn center thì hôm này kiểm tra sang bên này thì các bạn sẽ thấy nó chưa nằm ở giữa các bạn thấy không nó chưa nằm ở giữa thì mình giải thích từ từ à, giải thích các bạn tại sao thì chúng ta có thêm một cái này nữa layout gravity à nó nhầm xin lỗi các bạn gravity bằng center thì lúc này thằng đấy nó nằm ở giữa đây các bạn sẽ thấy nó nằm ở giữa rõ ràng nó nằm ở giữa thì bây giờ thêm một cái nữa là ví dụ uh, chúng ta có cái layout gravity center đặt ở đây thì hôm nay các bạn sẽ thấy cả hai thằng này nó nằm ở giữa đúng không? Thế thì sự khác nhau giữa những thằng này là cái gì? thì sự khác nhau ở đây nghĩa là như này uh, khi hai cái thằng tích view này nó nằm nó đều có một cái width là Fin parent có nghĩa là nó sẽ chứa chiều dài từ đây đến đây tức là toàn bộ hai tức là chiều 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 dài của uh, chiều chiều rộng của hai cái thằng này là nó nằm như thế này nó nằm từ đầu đến cuối nó chứa phim cái form này thì khi đấy khi chúng ta đặt center center cho cái gravity cái này gravity này có nghĩa là dành cho cái text cái gravity layout này có nghĩa là dành cho layout của cái thằng component này thì các bạn hiểu như thế này cái layout của chứa linear layout là cái thằng chứa toàn bộ screen cái layout của thằng Tech View là chứa mỗi Tech View bên trong nó thì còn có một cái điều khiển liên quan đến Tech nữa. Thì bây giờ nếu mà Gravity của Tech đây mà Center thì nó fin parent thành thành nó nằm ở giữa là tất nhiên. Nhưng nếu bây giờ mình mà chuyển đây thành Grab Content thì các bạn quay lại. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó không nằm ở giữa nữa. Bởi vì lúc này, bởi vì lúc này cái thằng cái thằng cái thằng thứ hai này cái cái layout của thằng bên trong này này của cái thằng text view thứ hai này nó chỉ là grab content thì nó chỉ đến đây thôi. Và cái text của nó cũng chỉ nằm giữa từ khoảng từ chỗ này đến chỗ này. Thì như vậy là các bạn đã hiểu Tức là tại sao chúng ta cần hai cái đối tượng layout gravity và gravity như khác nhau như thế nào và cách chúng ta sử dụng nên là tùy thuộc vào cái thằng layout bên ngoài của nó nữa. À, thì đấy là về gravity. À, tiếp đến là text. Text thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai cái loại sâu là Uh, khai báo text ở đây thì các bạn có hai thấy là có hai cách khai báo một là ăn a cộng string uh, hello và một cái là mình gõ trực tiếp như này thì sự khác nhau nó như nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở bài tiếp theo đấy là bài reference và id thì bài này là mình chỉ, chỉ dừng lại ở đây các bạn uh, hiểu được một số cái khái niệm điều khiển cơ bản của cái layout những cái thành phần đối tượng ở trong này và ngoài ra ngoài những cái này ra nó còn có rất nhiều những cái thằng khác ví dụ như là text size hay là text color chẳng hạn ví dụ như bây giờ các bạn uh, mình hướng dẫn thêm một tí về text text text, size vậy um, ví dụ ở đây android text size thì ví dụ như mình để là 45 pixel ví dụ như này thì khi này các bạn sẽ thấy là nó rất to ra nhưng mà thông thường người ta không để ở dạng này bởi vì sao bởi vì cái pixel là cái thằng cố định thì ví dụ như khi mà cái screen cái cái màn hình cái độ rộng màn hình này của các điện thoại khác nhau nó lại có khác nhau. À, tức độ rộng và tức cái cái kích cỡ của màn hình của mỗi điện thoại nó khác nhau. Nên thành ra là khi mà chúng ta đặt 45 thì ở đây có thể to nhưng chỗ khác nó có thể nhỏ thì người ta lại sử dụng một cái đồ, một cái đơn vị khác đấy là đơn vị DP. DP là density pixel. Thì ở đây là các bạn sẽ thấy là 45 thì hơi to, ví dụ như mình để lại là ví dụ như là để làm chẳng hạn ví dụ như này 25 là... thì cái này các bạn sẽ thấy là nó sẽ to hơn cái này um, tiếp đến là chúng ta đặt cái này center chuyển này fill nhìn cho nó đẹp xong rồi lấy là text size android text color thì đây ví dụ như là thì ví dụ như chúng ta lấy cái mã này thì mã này là mã xanh la mã chẳng hạn thì đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ chuyển màu thì ở chỗ này thì đây phải cái text color này các bạn phải tìm cái mã màu này thì các bạn có thể tìm nhiều cách một là lên mạng search cái bảng mã màu thứ hai nữa là dùng photoshop chẳng hạn thì đấy, nó cũng sinh ra các mã màu này thì tất cả những cái thành phần mà liên quan đến những phần set text, rồi set text size, set text color hay là gravity thì tất cả những cái này các bạn đều có thể set bằng code ở trong cái phần activity thì cái này mình hướng dẫn sau nhưng mà uh, ở đây mình chỉ dừng lại là hướng dẫn các bạn ở cái phần uh, layout này hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của blog style design trong là bài hướng dẫn về android cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.